Chủ đề là Già xanh. Tối qua sếp Tùng alo cho mình. Tùng làm sinh nước đúng không anh? Không phải, nó làm phụ hồ mà. Em ơi, em hãy uống trà xanh với trà sữa đi, rất là ngon. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Miu Seven và anh em bác sĩ. Và hôm nay tụi mình sẽ quay lại với chủ đề là trà xanh. Và trên tay mình đang có một chai trà xanh không đậu và một chai trà sữa C2. Tối qua sếp Tùng alo cho mình. Sếp Tùng nói là: em ơi, em hãy uống trà xanh với trà sữa đi, hương vị kết hợp với nhau rất là ngon, anh đã thử rồi. Riêng cái món trà xanh anh thử chán rồi, bây giờ anh thử luôn qua trà sữa với trà xanh rất là ngon. Và được sếp Tùng hướng dẫn đường đi nước bước, cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái video uống thử trà sữa kết hợp với trà xanh. Yeah. Và bắt đầu không dông dài nữa, giờ mình và bác sĩ em sẽ quyết định là pha trà sữa với trà xanh để uống thử coi thử có ngon như sếp Tùng hướng dẫn không nha. Ok, giờ cho bạn đổ nửa chai này trước vô ly bạn đi. Tao biết sếp Tùng là ai rồi. Thằng Tùng làm sinh nước đúng không anh? Thằng Tùng làm sinh nước gần nhà cái gì? Không phải, nó làm phụ hồ mà. Sếp Tùng là một tiêu anh làm bá tròn tào lao vậy. Đây, rồi. Ú, trà sữa, trà xanh. Đúng là trà sữa luôn nè, trà xanh sữa. Ngon không? Sếp Tùng cứ ngon không? Sếp Tùng kêu ngon đó, mình cứ uống. Chiu. Ồ còn hả? Tính dục. Hiểu. Ok các bạn, uống trà sữa luôn á. Ủa không có đá hả? Thôi, uống vậy nó mới nguyên chất. Ok các bạn, và trên tay của mình bây giờ là 2 ly trà, trà này gọi là trà xanh sữa. Trà xanh sữa. Trà sữa xanh. Trà sữa xanh là xanh sữa đúng không? Xanh sữa. Xanh sữa, uống là xanh là sữa đó. Ừ. Không, xanh là sữa. À. Xanh là có sữa. Đúng rồi. Không, tại vì cái này lên cho khuyến cáo cho mấy chị em phụ nữ đã có mang thai là uống còn gần cờ. Tao có hai bạn. Một bạn là nói nghiện chơi đá, còn một bạn nó nghiện cờ bạc, lâu lâu nó hay nói với tao là xanh sữa, tao không biết là cái gì luôn. Nhưng mà chắc là cái này. Ok. Và bây giờ trên tay tụi mình là trà sữa, trà xanh sữa. Bây giờ tụi mình quyết định uống thử nha. Thử đi. Qua bên nữa. Ui. Thử trước đi. Cho bạn thử trước đi. Được nha. Ok. Nó như trà sữa thôi. Bình thường. À. Thấy sao? Không, nó lấp. Lấp mùi sữa luôn. Trà xanh nhiều hơn. Nó mùi trà xanh nhiều hơn. Trà xanh đậm đà hơn. Nhưng mà nói chung là chỉ được cái ngọt thôi, chứ còn lại chẳng có gì hết. Còn lại là dở ẹt. Dở. Sếp Tùng nó dốc. Không phải biết sao không? Sếp Tùng nhà mình là dính vô lại ăn tạp. Ăn tạp. À, chọn hai ba cái vô là ăn tạp rồi. Đó là Tùng, Tùng xin nước canh nhanh mà. Tùng phụ hồ, tổ trưởng tổ phụ hồ. Hồi xưa anh đi làm phụ hồ thì anh làm mướn anh dưới quyền ổng á, cho nên anh mới gọi kêu ổng là sếp Tùng. Ờ, dở nữa nè. Cái ông đó cũng khùng quá. Ừ. Ổng là kiểu như vậy cho anh ba cái trò tào lao không? Ổng là thành phần ăn tạp cho nên cái quỷ gì ổng cũng khen ngon. Nên mình tưởng là ngon mà nè. Má muốn thử dở không? Dở ẹt. Nói chung không uống nữa đâu. Cho một cameraman nó thử miếng rồi. Thôi. Thử đi. Đâu? Ngon mà. Ngon đâu ngon. Trời ơi. Tại là cái mùi gì đâu có nhạt nhạt. Ăn ngọt ngọt được thôi chứ mùi trà xanh không. Mày cũng ăn tạp giống sếp Tùng. Em là fan của sếp Tùng mà anh nói gì vậy? Tao là chính thức rồi. Đi làm phụ hồ dưới tay ổng. Em thấy là hai thanh niên này chắc là anti rồi. Anti fan. Không anti fan đâu. Ngon, nó thấy ngon mà. Riêng về sếp Tùng mà Sky bầu trời là mình là một Sky chính thức nha. Còn mà mình đang nói chuyện là mình nói chuyện sếp Tùng mà làm mà tổ trưởng tổ phù hồ á là khác.
Còn sếp Tùng khai, cai là khác. Ờ, kia là Nguyễn Thanh Tùng, còn sếp Tùng này là... Nguyễn Chu Tùng. Không phải, Nguyễn Tùng Tùng. Uống đi, quá hay đi thôi. Ờ, vô rồi. Vậy anh là fan của cứng của Nguyễn Tùng đúng không? Anh có biết hát bài nào mà hát khúc cho mọi người nghe thử? Hát nhạc Sơn Tùng. Đúng, một khúc. Được. Anh này là khai mà, anh này hát một khúc chứ. Em là con nhà ai bước đến nơi đây mà đẹp như tiên. Em là con mẹ hiên bán miến ngay chỗ hầm chờ Kim Liên. Miến em thật ngon, nước nồi cũng rất ngọt. Đóng say từ phút ấy, đừng cầm tay em nhưng con cho. Mày đạo nhạc tôi kêu. Tùng làm sinh nước mà. Tùng làm sinh nước à, chưa. Vô cái vớt thai á, là lúc đó là mới lòi ra là Tùng sơn nước này. À, thằng thơ xây mày lại đây, tiền hôm qua mới đã trả bố đâu thế mà còn nhây. Mày vẫn còn ngồi đây chờ con gái tao. Thì đó là Tùng sơn nước hả? Bố tay. Quá hay. Lâu hết thì đó đi. Cao. Dở quá. Dở. Chứ mà dở. Dở quá hả anh rồi? Dở. Không nhìn thì mà anh cũng giống thầy Huấn anh rồi. Anh có là fan thầm 1 của thầy Huấn không? Đúng fan thầm 1 thầy Huấn luôn. Thầy Huấn á, cào râu, cào đồ đi. Có cần dở bằng chứng gì không? Làm cái gì của anh thầy Huấn đi chứ. Em thấy anh làm mấy clip của anh của thầy Huấn đấy. Đắng cay ngọt bùi rồi. Hiểu rồi, nhưng mà có cần bằng chứng gì để mà nói là để mà chứng minh anh là fan ruột của thầy. Anh nói câu nói bất hủ của anh thầy Huấn đây. Ra xã hội làm ăn bươn trải, nhiều ăn nhiều, không nhiều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Phải liều một chút nhưng phải trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Xã hội này có làm thì mới có ăn. Cần cù thì bù siêng năng. Còn những cái loại không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đất, ăn đầu bò. Cho mày ăn. Rồi, hay quá. Nói okay, chung là vui thôi thì cũng vui quá. Giỡn chơi, giỡn vậy là đủ rồi. Nói chung là mình cũng dừng tại đây được rồi. Nãy giờ nói nhiều quá, quay lại cái vấn đề chính như là trà. Sếp Tùng hướng dẫn cho mình làm trà xanh mà nó không ngon. Đó là thiệt tình vậy đó. Thôi, chắc cũng chào khán giả được rồi phải không? Không muốn hết à? Thôi, dở quá à, uống. Sếp Tùng uống ba thứ ăn tạp rồi. Mình không ăn tạp. Ngày mai không nghe lời Sếp Tùng làm báo bệnh cho nhau thôi. Sếp Tùng kêu trà xanh, trà đắng, trà xanh, trà đen, trà đỏ gì. Sếp Tùng uống hết chứ mình không uống được. Không có thôi đó. Thôi, chắc cũng chào mọi người đây được rồi. Thì một cái video giải trí gửi tới các bạn đúng trend cho vui thôi. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ Miu Seven với lại anh em bác sĩ bằng cách like, subscribe và chia sẻ nha. Ơi, nói gì đi? Nói gì? Bye bye.